Vào hồi 1 giờ 35 phút ngày 21 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải. Hậu quả 3 người tử vong, 17 người bị thương. Trước đó một tuần, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 14 tháng 2, cũng tại địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo, khiến 10 người chết và nhiều người khác bị thương. Thì cái này đây một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đấy, và hậu quả thì rất lớn. Và theo cái thông tin ban đầu thì các phương tiện này thì đã một là đối với xe khách thì đã chở quá số người quy định. Cái thứ hai nữa là theo cái thiết bị ban đầu từ cái thiết bị giám sát hành trình thì cũng ghi nhận cái tốc độ là cũng không quá cái tốc độ ở cái đoạn đường đó. Cái thứ ba đặc biệt là cái đoạn đường đó thì hiện nay chưa hoàn thiện và đã có những hệ thống biển báo hiệu cấm xe khách và xe tải lưu thông. Có thể thấy, phần lớn các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra từ đầu năm 2023 đến nay đều trong khung giờ từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, được coi là khung giờ đen, dễ gây tai nạn giao thông. Bởi đây là thời điểm nghỉ ngơi theo nhịp sinh học của con người, nên các lái xe thường mệt mỏi và buồn ngủ. Bên cạnh đó, do tâm lý đường vắng, lực lượng chức năng ít kiểm soát, xử phạt, nên lái xe thường phóng nhanh, vượt ẩu. Các sở giao thông vận tải của tất cả các tỉnh, thành phố nên có một đợt kiểm tra đột xuất. Đối với tất cả các công ty có tổ chức vận tải hành khách đường dài để phần nào kiểm tra xem là các công ty đó họ có hoạt động đúng theo những quy định của nhà nước đặt ra hay không, tuyển dụng người lao động, người lái xe có đúng quy định không, việc vận hành các tuyến có đúng theo tuyến và có dừng nghỉ đúng theo quy định hay không. Theo các chuyên gia giao thông, ngoài những nguyên nhân như chạy quá tốc độ, vượt xe sai quy định, sử dụng nồng độ cồn, vi phạm làn đường, phần đường, thì hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông bất cập cũng là một trong những nguy cơ dẫn đến tình trạng này. Có thể là vi phạm về tốc độ, có thể vi phạm về nồng độ cồn và cái cuối cùng là hiện nay là lái ẩu. Tôi cho rằng là cái lái xe lái ẩu là vô cùng quan trọng. Ước lượng là có thể không có xe ngược chiều và khi đó là lái ẩu vào những vị trí đều và có thể gây tai nạn. Có lẽ đã đến lúc cần siết chặt các quy định vận tải hành khách trong khung giờ ban đêm. Mặc dù việc chạy quá tốc độ, lái xe quá số giờ quy định, dù được thống kê đầy đủ, song vi phạm vẫn tràn lan. Những chuyến xe định mệnh đã cướp đi nhiều sinh mạng. Hy vọng đây sẽ là lời cảnh tỉnh để những lái xe ý thức hơn và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.